Nice to meet you too. Thank you. No problem. And these are the Mekong scarves. Mekong, my other Mekong. 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 Xin chào, rất vui được gặp lại quý khán giả trên kênh Chú Cuội Vlog. Kính thưa quý vị, lúc này thì Hậu đang có mặt tại xã Núi Tô, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang. Thì lúc này gần 8 giờ sáng này, mọi người cũng đang tập trung về săn đua này để chuẩn bị xem vòng bán kết cuộc thi đua bò diễn ra hàng năm, đặc biệt là ở huyện Chi Tôn và tỉnh Biên. Đây là hai huyện miền núi của tỉnh An Giang, thì đặc biệt là người đồng bào dân tộc Khmer. Thì năm nay ban tổ chức cũng tạo sân chơi cho các huyện được dắt bò về đây để mà cùng nhau thi đua với nhau. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng kiên nhẫn để mà xem cái đoạn video này. Trong cái vòng bán kết có rất là nhiều những cái cặp đôi bò rất là kịch tính, và có những cái tình huống rất là hài hước, có những cái tình huống rất là căng thẳng. Mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video ha. Gồm tỉnh Biên, Chi Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Hoài Sơn và huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang cùng tham gia tranh tài và nhận được sự cổ vũ đông đảo của người dân tỉnh An Giang cũng như nhiều du khách khắp mọi miền tổ quốc. Chúc mọi đội bò bảy núi nhất cấp tỉnh An Giang lần thứ 28 năm 2023 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Chương trình làm lễ xong thì bây giờ tất cả 20 mấy đôi bò bắt đầu ra săn để mà chuẩn bị thi đấu ngay cô chú anh chị. Lúc này thì các đôi bò đi vòng một săn, đi vòng tròn qua một săn để mà chào đón quý khán giả ha. Bây giờ chuẩn bị. Có nhiều cặp bò nó chạy quãng nhìn khiếp lắm.
có nhiều cặp bò nhỏ xíu à. Chạy càng dữ rồi chú anh chị. Những đôi bò lúc này thì đang lên trên cao đứng để mà chuẩn bị. Mà tổ chức kêu bắt đầu xuống, bắt đầu đua hết các chú. Mỗi lần đua là hai cặp. Đây là những chú bò chiến. Tướng tá nhìn dữ dằn không? Mới ra đây bò lần đầu tiên luôn, tập đầu tiên luôn, nhưng mà nó bị lỗi sao rồi. Nice to meet you too. Thank you. No problem. And these are the Mekong scarves. Mekong, my other Mekong scarves. Khán giả lúc này đang cười gộ lên, đó chính là cặp bò này, rất là nhỏ cô chú anh chị, nhìn nó giống như là đang mới bắt đầu trưởng thành, thì cũng rất đi đua luôn, nhìn rất là thú vị, nhưng mà không biết nó thắng hay là thua, mời các bạn cùng xem tiếp ha. Hai cái đôi bò này ra bắt đầu chiến đấu. Đôi kia nhỏ xíu à. Hành xui chưa chắc. Chưa chắc. Nhá cái vỏ sao? Nhỏ nhỏ chắc chạy dữ lắm. Nhá cái vỏ à. Mít. Hai đôi này một đôi bé xíu, một đôi quá to. Nhưng mà chưa biết như thế nào cô chú anh chị. Mỗi một vòng đuôi là chỉ có hai cặp thôi. Mà khó ăn cả đó. Cặp nhỏ cặp lớn của chú anh chị. Lúc này thì cái cặp bò nhỏ nó chạy lên khán giả của chú anh chị, lùa khán giả luôn, nên là mọi người cười gộ vì rất là sợ. Cặp bò bé quá trời. Rồi tới hai con này các bạn ơi.
hai cặp bạn phía sau đây, cặp thì thấy cũng hơi tiếu tiếu, con cặp nhỏ nó chạy quảng quảng quá, nó bay lên bờ luôn, đuổi khán giả luôn. Con chín cặp bò này thấy cũng hai cặp bò này cũng tựa tương xứng của chú anh chị, cặp cái thì nó chênh lệch cao quá, mỗi một vòng vậy đôi chỉ có hai cặp thôi. Đây là cái điểm gì đích nha cô chú anh chị, có điểm xuất phát là bên kia chạy đúng một vòng thôi, cặp nào về trước cặp đó sẽ thắng. Bây giờ cũng được 4-5 cặp vậy thôi, để chích bò vậy. Cặp bò về đích trước là cặp bò số 11. Giờ tới hai cặp mới nha cô chú anh chị. Hai cặp này là cặp 13, cặp 14 bắt đầu vô chuẩn bị. Mỗi một vòng gì chỉ có hai cặp đua thôi. Đó 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 mà đó. Nước hút. Cái cặp sao? Dòng này thì cặp bò số 16 thắng hay gì vậy? Giờ tới số 19. Tới cặp bò số 19 với lại số 18 này cô chú anh chị. Wow, quá lẻ cặp bò tốt. Quá khỏe luôn. Bò số 19 với cặp bò số 18 này cô chú anh chị. Hai cặp bò này tương xứng. Thank you.
18 rồi, cặp 18 thắng rồi. Quá dữ. Hai cặp bò này rất là tương sức. Tướng bò rất là đẹp ha. Tướng nhìn là biết đã. Bò kia con chạy rồi, có nữa. Bên đó là người ta kêu tên những cặp bò nào thì những cặp bò đó xuống nha cô chú anh chị. Còn một vòng thi chỉ có hai cặp thôi. Cặp nào đến đích trước là cặp đó sẽ thắng. Cặp bò số 23. Giờ cặp bò số 24. Hai anh này bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hai cặp bò này nhìn cũng tương xứng. Bò này đến đây sẽ gặp ban tổ chức cũng như là trọng tài. Đầu sẽ quyết định con nào đi trước, con nào đi sau. Cặp 26 và cặp 25 nghe cô chú anh chị. Đang chuẩn bị ra sân. Còn cặp kia thì đang bắt đầu đi rồi, đang chạy vòng quanh kia rồi. Hai cặp bò này đang chuẩn bị, còn hai cặp bò chiến bên kia là đang chạy vòng quanh kia, bắt đầu chuẩn bị về đích. Khi nào về đích thì hai cặp bò này bắt đầu chạy. Cô chú chị cặp 24 về đích, cặp 24 chiến thắng. Cặp 23, cặp 23 thua. Cặp 27 và 28 này cô chú anh chị, cặp này cặp 28 nè. Chuẩn bị ra sân. Còn cặp này là cặp 27. Cặp này đang chuẩn bị ra sân nha cô chú anh chị. Quá lẹ cái tướng. Quá cái tướng luôn. Cặp 27 và cặp 28 đang chuẩn bị vô kèo. Còn hai cặp kia đang chuẩn bị tới. Cặp 25. Cặp 25 chiến thắng rồi. Ồ, cặp bò này nhỏ nhưng chạy dữ quá. Cặp 26 thua. Cặp này thắng nha cô chú anh chị, cặp trước thua. Trước bự hơn nhưng mà thua. Hai cặp kia đang chuẩn bị thì vừa thi xong thì tới cặp bò số 33. Cặp này có quá trời cái tướng luôn rồi. Cặp này cặp 33 nha cô chú anh chị. Chuẩn bị ra sân. Hết sức cái tướng của bò. Bò chiến.
Và số 27 thắng, 28 thua. Cặp số 28 thua, cặp 27 thắng. Giờ tới cặp số 33, 35. Chuẩn bị tới cặp bò 34, 35. Hai cặp bò này đang chuẩn bị nha cô chú anh chị. Rồi chạy vòng quanh kia, mình sẽ qua đây, đứng tranh chỗ cái đích nào mình đứng mình đó. Tới cặp 34, 35 chuẩn bị. Cặp 38 cũng đang chuẩn bị ra sân. Đây là cặp bò 38 chuẩn bị ra sân đấu với cặp nào đây không biết. Rồi cặp bò kia giờ tới đích rồi. Cách nhau xa quá. Cặp 38 thắng, cặp 33 thua. Thì đích sau này này thua cục. Tới chuẩn bị cặp 38, cặp 40, cặp 940. Cặp này đang chuẩn bị ra sân. Cái này người ta thi xong người ta mới lựa ra hả chú, lựa ra cặp nào chiến người ta mới đấu lại trận cặp sau nữa ha. Tranh nhất gì từ vô. Như mình chạy đủ mấy đua vậy đó, như đá banh vậy đó, nào từ vô tứ kết rồi bán kết chung kết. Cặp bò 40 đang chuẩn bị. Cặp bò 41, cặp bò 42. Hai cặp này đang chuẩn bị ra sân chiến nha cô chú anh chị. Cặp 42. Đây cặp bò 42 nha cô chú anh chị. Được dẫn vào sân. Rồi cặp 38 về đích trước luôn. Cặp này càng là nói không còn thể dính à. Hai cặp thì sức à. 38 thắng, 37 thua. Chúc mừng. Rồi cặp này thua luôn rồi. Mấy anh bạn lấy trên cây hồi té trên cây rớt xuống cái mắc cười dữ à. Hai cặp bên kia quá trời xiết rồi. Quá dữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh này mới thì đứng ở trang chỗ đầu con bò đó, thì con bò đó lủi vô đây nè cô chú anh chị, té lăn cù mèo luôn. May mắn là con bò thắng lại kịp. Không sao phải không? Rồi không sao là ok rồi, đứng xa xa trong bà đi. Bà nó lủi vô cái mắt dép mắt bọng đó rồi cô chú anh chị. Bò nó lủi vô đây cái bà con chạy chân lúng dép lúng đụng đây hết à. Bò dép, bò dép. Kìa kìa, phải không? Rồi, hên quá tìm được chiếc dép. Trời ơi. Đứng ở trên cái đầu nó ghê lắm cô chú anh chị, đứng ở trên cái đầu nó ghê lắm, cái lũi thí vô không à. Đó, đó, đó. Bên nãy lũi vô chúng bên kia, chút xíu dặm bên kia luôn rồi. Bà con người ta bay xuống mương, dép dính tùm lum ở dưới luôn. Wow, cặp bò kia, hai cặp bò này cũng tương xứng với nhau. Quá dữ. Đây là những đôi bò chiến đang nằm ở trên bờ để mà chuẩn bị bước ra sân chiến đấu này cô chú anh chị. Đây, rất là nhiều những cặp bò chiến luôn, đang nằm chờ sẵn đây. Chờ đọc kêu tên số là bắt đầu xuống nha. Những chú bò chiến đang sắp hàng vào vị trí hết rồi. Ở các huyện luôn, của tỉnh An Giang, có Kiên Giang luôn nha. Rồi ăn mừng luôn, ăn mừng luôn, chúc mừng luôn. Cặp bò này mới thắng. Bò 01 đã chiến thắng rồi cô chú anh chị. Come on, come on.